Hi mọi người, hôm nay là Ngân không có makeup như mọi người natural. Thì hở mọi người có bao giờ khùng quá có bao giờ mà lười makeup như mình không? Hôm nay Ngân mới sắm về một cái em kẻ cái chân mày brown mọi người. Là do những cái lúc mà Ngân lười kẻ chân mày quá thì Ngân chỉ muốn là cho nó sơ lười makeup á mọi người. Cho nên là mặc dù mình đã có chân mày nhưng mà Ngân tỉa mất cái đuôi rồi mọi người. Đây là cái lông nhưng mà Ngân tỉa mất rồi cho nên nó bị cục một cái. Thì bây giờ Ngân mới sắm cái em này về chưa xài bao giờ của Maybelline New York. Thì Ngân mua là màu natural brown, nó có ba màu là light brown rồi red brown gì đó. Natural brown thì đã coi. Đây là cái cây bút. Ban đầu hở thì mình đương nhiên mình sẽ trải lên cho cái lông mình nó đi lên, đừng có để nó cụp xuống đó. Hai bên nghĩ mấy bạn văn phòng á, đi làm á thì cũng sẽ lười giống thôi, cho nên là mình sẽ thử cái này đi, được thì mọi người mua, không được thôi đừng mua nha. Đó thì kéo lên nó sẽ giống như vậy, mình sẽ làm cho nó nhẹ nhẹ. Oh wow, cũng nice đấy chứ mọi người nè. Anh thấy cũng ok nha, rất là tự nhiên để anh làm nguyên một cái rồi. Ngân cho mọi người coi, do là không backup nè, bên này Ngân cũng vẽ luôn rồi nè mọi người. Mọi người thấy nó nhạt 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 thì cái đuôi á mọi người có thể tùy chỉnh là ngắn dài tùy mọi người nha. Tại không makeup thì nó nghĩ nó nên tự nhiên thôi, nó nên ngắn thôi. Tại vì ở khi mà cái makeup thì mình sẽ vẽ cái đuôi nó dài và sắc bén hơn, nhưng mà do không makeup mọi thứ nó cứ tự nhiên thôi mọi người. Đó mọi người cứ nè phải 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 rất là dễ. Nhưng có một cái điều anh rất ghét, nó là màu nâu mọi người. Mọi người thấy lông mày nó màu đen nhưng tại sao cái này nó màu nâu? Yêu cầu Maybelline nên có màu đen nha mọi người, hoặc màu xám nha. Hoặc có thể là Maybelline ở đây nó không có nhập màu đen về, tại mọi người không có tóc đen, mọi người tóc nâu chứ tóc vàng nhé. Đây là ai mà tóc nâu tóc vàng có thể xài, và anh nghĩ cái này nó tự nhiên nhất rồi mọi người. Chán ghê, nó vẫn nâu, nhìn ở ngoài nó vẫn nâu nâu á mọi người, nên hơi buồn tại không có cái màu của mình. Rồi thì đó hả mọi người, ấy xong vẫn có thể là ấy cho cái lông mình nó lên nha mọi người. Đó, chải nó lên và mọi người cứ tan đều nó ra là ok. Là anh nghĩ là đó, có một cặp chân mày hoặc bóng có chân mày mà muốn để mập mập thì đó cũng nên sắm cái chân mày tí xíu nha mọi người. Thấy sao mọi người, thấy sao? Nếu mà mọi người bị lem á đó, cứ dùng cái bông tăm tém dễ ra lắm mọi người, dễ ra lắm luôn á đó. Đó cứ tém là nó gọn lại. Tại sao mọi ủa để chân mày chứ bao giờ dễ đến vậy? À nay mai con có mở một cái lớp makeup, dạy makeup cá nhân, tại do các bạn yêu cầu quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì anh đang rảnh cho nên là anh sẽ mở một cái lớp dạy makeup cá nhân. Thì ai mà không biết vẽ chân mày, không biết trang điểm cái cơ bản thì thôi vô đây tôi chỉ cho. Bây giờ tôi đang rảnh, bố tôi bận rồi, tôi sẽ không có chỉ được đâu. Ok bye.